Xin chào con, đừng đừng có đi qua ngoài Điện con. Đấu không? Quýnh lộn không? Gì sữa? Gì con ngủ chút xíu quýnh lộn sữa? Mẹ bớt cơm hay con? Gấu như sợ. Gấu như vậy. Buồn quá, buồn rồi. Tội nghiệp quá. Lòng vòng nhiêu đó. Từng ngày ở nhà cha nhà cho chơi đồ chơi, cho chơi đồ hàng đồ. Cho quay clip đồ. Bữa nay mẹ Ngọc cũng phải đi làm cả ngày. Ở nhà buồn thiểu buồn thiêu à, chưa cho dám đi học. Chưa dám cho đi học nữa. Khi nào Thương vừa hết bệnh mới giờ dám cho sữa đi học. Đừng có đi qua đây. Cái lộn không? Được. Đừng có dính thịt chứ mà. Yeah. Vô. Đi vô con. Ơi, giỡn thế nè. Đi vô trong con. Cái mít hình như ta thui không có mở rồi ta. Ta có thấy người ta lại là con hỏi lên á. Hay là người ta biến mất. Chứ phải không Vinh lộn, chứ xem Vinh lộn không? Không. Không hả? Đúng đi làm rồi. Đạp vậy? Đúng đi làm rồi. Đạp vậy? Sáng mai đi Vinh lộn. Con virus đó. Con đem phơi đồ. Đứng đó. Đứng đó. Qua đây nè.
Dạ con thấy trong nhà con ngon quá. Nghe chỗ này đẹp nè. Con này đẹp nè. Bên kia kìa. Dạ chỗ này đẹp nè. đừng có lấy chậu hoa của Minh Chị nữa. Minh Chị là cha không có bẻ cái đó. Đâu bẻ đi ra, đứng lên làm đây, đón lên cho con đi dọn.
Đây là cái hồ nước biển nước ra mà ra ngoài. Nói gì hả? Bye bye, đây con đứng nước vàng.